Âm thanh cái cạnh xin kính chào toàn thể gia đình yêu âm nhạc. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn đây là một cặp loa Peerless S9500. Một cặp loa đình đám, đẹp xuất sắc. Để giới thiệu thông qua về cặp loa này, nó được mang trên mình một cặp loa bass 32, gân vải màng carbon, trung gấu. Vâng, các bạn nhìn thấy một chiếc trung rất đẹp đây. Cực khủng luôn. Một cặp loa được thiết kế với một sự hoàn mỹ, một sự hoàn mỹ về mỹ thuật. S9500 là một cặp loa công suất lớn 180W, trở kháng 6,3 ohm. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là tất cả các đường led của một cặp loa đẹp hoàn hảo. Nguyên gân zin, căng zin và tất cả góc cạnh còn rất là đẹp, còn nguyên zin. Loa công suất lớn này quý vị và các bạn có thể ghép được rất nhiều dòng âm đi, rất dễ ghép âm đi. Một cặp loa đẹp xuất sắc. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn liên hệ Âm thanh Đức Hạnh theo số máy 0948 403 966. Do quay vào trời tối và tác nghiệp vào trời tối cho nên là tất cả các đường nét và vân gỗ và vân màu của cặp loa này quý vị và các bạn nhìn không được rõ lắm. Nếu mà nhìn trực diện thì các bạn sẽ mê hoặc bởi vẻ đẹp toàn mỹ của một cặp sản phẩm này. Bóng loáng, một sự vẻ đẹp toàn mỹ của một cặp loa zin nguyên bản, còn rất đẹp, còn rất đẹp. Soi bằng ánh điện không thấy một cái khuyết điểm gì, một cặp loa rất đẹp. Các bạn vui lòng bấm nút đăng ký màu đỏ ở dưới video của Đức Hạnh để được cập nhật tất cả thông báo về các sản phẩm chính hãng và các sản phẩm chất lượng nhất của Âm thanh Đức Hạnh để gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Thank you.
Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn liên hệ theo số điện thoại 0948 403 966. Âm thanh Đức Hạnh xin chào và kính chúc mọi người luôn luôn có những phút giây thực sự vui vẻ và thư giãn bên những các sản phẩm mà mình yêu thích. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.